Bạch Thế Tôn thế nào là tướng Pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra? Thế nào là tướng Pháp giới của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đó là pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra này không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra đó là pháp giới của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra Pháp giới của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra này cũng không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Các đại bồ tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng pháp giới của địa giới, thế nào là tướng pháp giới của thủy hỏa phong không thức giới, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của địa giới, đó là pháp giới của địa giới. Pháp giới của địa giới này không đoạn không diệt, không phân biệt, mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của địa giới, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của thủy hỏa phong không thức giới, đó là pháp giới của thủy hỏa phong không thức giới. Pháp giới của thủy hỏa phong không thức giới này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của thủy hỏa phong không thức giới. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn bạch thế tôn thế nào là tướng pháp giới của vô minh thế nào là tướng pháp giới của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của vô minh đó là pháp giới của vô minh pháp giới của vô minh này không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của vô minh cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não đó là pháp giới của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não pháp giới của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não này cũng không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não các đại bồ tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn Bạch Thế Tôn thế nào là tướng Pháp giới của Bố Thí Ba La Mật Đa? Thế nào là tướng Pháp giới của tịnh giới An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn.